Đặng Thùy Trang dằn mặt Thùy Tiên, muốn giải quyết bằng mình nhưng vội quay xe vì một điều. Tôi tin chắc mình thắng kiện bởi vì tôi dựa trên những giấy tờ về mặt pháp lý mình có. Bà Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ xoay quanh vụ kiện với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đại Dương 2017 Đặng Thu Thảo đâm đơn kiện gây xôn xao dư luận. Vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên có buổi gặp gỡ truyền thông để làm rõ những vấn đề liên quan đến sự việc này. Miss International 2021 cho biết, bà Trang là người chủ động liên lạc vì nhận thấy cô có tiềm năng tại cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Hoa hậu Thùy Tiên cũng khẳng định cô chưa từng nhận bất kỳ một đồng nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời mà bà Đặng Thùy Trang đã hứa. Đến hiện tại, cả hai vẫn đối đầu vô cùng căng thẳng. Mới đây chia sẻ tại VTC, bà Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo đã tuyên bố sẽ theo vụ kiện đến cùng. Cô cũng thẳng thắn cho biết Thùy Tiên đang gặp nhiều bất lợi, mọi chứng cứ của mình đã chứng minh từ pháp luật. Tôi khẳng định đây là lần đầu tiên tôi đâm đơn khởi kiện Thùy Tiên. Trước đó do dịch Covid-19 bùng phát diễn biến phức tạp và tôi mang thai và sinh con trong năm 2020. Thời điểm đó tôi bận rộn chăm lo cho con nhỏ bằng sữa mẹ. Do tôi bị mắc Covid-19 và sau đó trải qua cuộc trùng tu nhan sắc sau sinh con, nên đến tháng 9 năm 2022 thì tôi mới sẵn sàng đâm đơn khởi kiện Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Nếu có người cho rằng tôi đòi nợ để hạ bệ Thùy Tiên thì tôi nói thật rằng tôi sợ mượn tiền và cần lấy lại số tiền đó, nên không quan trọng mình đòi vào thời điểm nào. Thực tế ồn ào chuyện vay nợ giữa tôi và Thùy Tiên đã xảy ra vài năm trước, thay vì là mới xảy ra. Cô nói, chị gái Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo chia sẻ, Thùy Tiên có nói với tôi và mọi người là không nợ nần gì hết. Cái đó là cái mà bạn phủi sạch toàn bộ tất cả những gì bạn làm từ trước đến nay. Nhưng đó là sự mâu thuẫn đối với bạn khi mà tất cả những gì bạn làm trước đó. Ví dụ tôi đã giúp bạn những ngày bạn mới đi thi đồ đạc make up và tiền bạn vay mình thì giấy trắng mực đen rõ ràng. Và ngoài ra, có dấu vân tay bạn đã nhận đủ tiền. Rồi giờ bạn phủ nhận như thế nào thì mình vẫn tin vào pháp luật. Pháp lý họ dựa vô những chứng cứ bạn đạt được những thỏa thuận trước và sau đó thì chắc chắn có chứng minh được tiền này là của mình. Nên thành ra mình không cần tranh cãi về vấn đề bạn có nợ hay không nợ. Bởi vì đó là phát ngôn riêng của bạn. Nhưng mà mình vẫn tin được những cái mà cơ quan công an, tòa án pháp lý đưa ra để phơi bày đâu là sự thật. Mà khi là sự thật thì không thể chối cãi được. Còn việc bạn phủ nhận pháp luật, bạn phủ nhận tất cả thì đó là chuyện của bạn. Trước sự đấu tranh vụ kiện đến cùng của Thùy Tiên, chị gái Đặng Thùy Trang còn tuyên bố cực gắt. Tôi cũng yêu cầu bạn nên tôn trọng pháp luật, tôn trọng tòa án. Tôi đã im lặng không muốn nói gì nhiều. Những cái gì tôi nhắc nhở bạn tôi đã nhắc nhở rồi. Nếu như bản thân bạn đúng thì bạn cùng tôi đến vụ kiện đến cùng và làm mọi việc cho nó sáng tỏ. Còn như mà bạn không đúng mà cứ lên bêu xéo hay tiếp tục lên tiếng đưa ra sai sự thật, tôi cũng không dừng lại tại đây mà sẽ làm thẳng tay vụ việc này khi bạn cứ liên tục họp báo đưa sai sự thật. Đồng thời Đặng Thùy Trang cũng cho biết những gì cô đang giải quyết là hòa bình, nhưng phía Thùy Tiên liên tục có những gây chiến không hợp tác. Chị đang giải quyết hòa bình với em, nhưng em lại tiếp tục gây chiến, khơi mào mọi thứ trên mọi mặt trận truyền thông, thì chị sẽ không dừng lại tại đây. Chị sẽ làm thẳng tay việc này, đến lúc đó em muốn quay đầu lại sẽ rất khó. Em có làm gì thì em làm, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nếu sai thì sửa, chị nghĩ pháp luật và mọi người sẽ khoan hồng và yêu thương em hơn, cô tuyên bố. Vụ kiện của Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đã được thụ lý, tuy nhiên đối với người đẹp sinh năm 1998, chuyện thắng thua không còn quan trọng bằng việc dám đứng lên nói sự thật. Ai sẽ là người chiến thắng trong vụ kiện ồn ào 2,4 tỷ đồng giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang?